Ok, cứ rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái buổi hội thảo các em ha. Rồi thì rất là vui vì các bạn đã dành một cái buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Mình không có đi chơi đâu để mình có thể tham gia hội thảo của IDB ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta có một cái chủ đề rất là hot và rất là được sự quan tâm của tất cả mọi người. Đó là chủ đề mà thi xin học bổng mà không cần SAT. Thì thật ra cái thời điểm này nè, từ thời điểm này cho tới khoảng là tháng 11, tháng 12 là các em bắt đầu là rục rịch xin học bổng rồi. Đó. Nên nếu mà các bạn biết đó, thì ngày 1 tháng 11 đó là cái kỳ early decision của Common App để các bạn có thể nạp đơn xin học bổng nè, nạp đơn để lấy offer sớm của từ các trường đại học nè. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị là tốt rồi. Tuy nhiên là SAT thì mình phải đợi phụ thuộc vào cái tình hình dịch. Cho nên đó là chúng ta sẽ phải là săn những cái học bổng nào mà không có yêu cầu SAT. Thì hôm nay IDB nắm được cái nhu cầu đó của các bạn thì IDB đã thiết kế cái buổi hội thảo để giúp cho các em xin được cái học bổng một cách tốt nhất và không có phải phụ thuộc vào SAT nữa. Chị là Trâm Nguyễn ha, thì chị sẽ hỗ trợ các em để đi qua những cái step làm sao có thể là lấy được học bổng mà không cần SAT. Và trong cái quá trình mà chị thuyết trình á, nếu mà các em có câu hỏi á thì mình cứ để lại trong chat box, thì chị sẽ check chat box thường xuyên để trả lời cho tụi mình ha, ngay luôn, ngay và luôn, không cần phải để tới cuối hội thảo nha các em. Và cái buổi ngày hôm nay á, sau cái buổi seminar này á thì tầm khoảng 10 giờ á, thì các em có thể là tham gia để gặp trực tiếp những cái đại diện trường mà không cần yêu cầu SAT để cấp học bổng cho tụi em luôn. Cho nên á là sau hội thảo này mà bạn nào mà muốn interest trường nào á thì cứ để lại tin nhắn thì IDB sẽ chuyển các em tới phòng để trò chuyện với các đại diện trường đó ha. Rồi, ok. Vì bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Thì chị xin giới thiệu một chút xíu trước khi mà tụi em mình bắt đầu cái hội thảo á, thì mình cũng nên biết là IDB là cái tổ chức như thế nào và cung cấp dịch vụ như thế nào cho tụi em ha. Trước hết á, IDB cung cấp một cái giải pháp rất là toàn diện cho tụi em. Đầu tiên á là alo cho chị chút xíu. Đầu tiên á là IDB sẽ là cái trung tâm tư vấn du học. Ở IDB thì tụi chị có tư vấn du học ở các nước Úc, New Zealand, Mỹ, Canada và Anh và Ireland. Riêng với du học Mỹ thì IDB có đối tác với hơn 200 trường ở nước Mỹ. Do đó là các em sẽ yên tâm, sẽ được tư vấn một cách chi tiết về thông tin, điều kiện đầu vào và học bổng của các trường các em ha. Ngoài ra thì vụ tư vấn du học còn hỗ trợ cho các em về bảo hiểm, về hỗ trợ nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Chắc là rất là nhiều bạn ở đây thi IELTS tại IDB. Thì hiện tại IDB đang có cái launching IELTS online. Thì tất cả các bạn nếu như mà bạn đang ở trong vùng dịch thì các bạn cũng có thể là tham gia cái kỳ thi IELTS tại nhà luôn ha. Do đó là mình hãy theo dõi thông tin hoặc là mình có thể gọi điện lên IDB để mà mình có thể đăng ký thi IELTS online nha. Tiếp theo á là chúng ta sẽ có cái trung tâm ASEP. Nếu các bạn mà đang chuẩn bị để thi IELTS và muốn luyện thi IELTS á, thì trung tâm ASEP đây là một cái địa chỉ rất là quen thuộc cho các bạn, vì ASEP đã từng đào tạo những quán quân của đường lên đỉnh Olympia trước khi mà các anh chị đã đi học. Và cuối cùng đó là một cái nền tảng tìm cổng thông tin du học rất là lớn hiện nay, đó là Hotcourse Việt Nam. Đây là một cái cổng thông tin của em luôn các em ha. Các bạn có thể rồi ok. Các bạn có thể vui lòng mute trong cái quá trình mà mình thuyết trình ha, để mà rồi các bạn có thể để lại cái tin nhắn trên chat box để chị có thể trả lời cho các em nha.
Và một chút xíu về dịch vụ tư vấn du học của IDB. Với IDB á, thì tụi chị luôn hỗ trợ cho các bạn miễn phí đối với những trường trong đối tác. Và với hơn 200 đối tác tại Mỹ á, thì các bạn cứ yên tâm là các bạn sẽ được hỗ trợ đúng với cái nhu cầu của mình. Thứ nhất là về cái học học phí nè, rồi thứ hai về học bổng phù hợp, hoặc là những cái bạn mà có nhà người thân ở một cái bang nào nhất định thì các bạn hãy cứ trình bày với IDB để mình có thể được tìm một cái trường mà phù hợp nhất với mình ha. Và cái tiêu chí của IDB đó là khi mà các em đi du học á, thì mà tiêu chí đầu tiên đó là phải chọn cái trường phù hợp cho các em nhất. IDB luôn put customer first. Do đó là nếu mà các bạn có nhu cầu gì thì các bạn hãy bày tỏ với tư vấn của IDB. Một cái điểm rất là tự hào về IDB Mỹ là mặc dù á, là IDB Mỹ thì có một cái thời gian hoạt động ít hơn IDB Úc. Tuy nhiên á, là chúng ta tỷ lệ đậu visa của IDB trong năm 2019 và 2020 là 98%. Cho nên là các bạn nếu mà các bạn có nghe những cái thông tin về việc visa Mỹ khó thì các bạn hãy cứ tin tưởng IDB. Và riêng IDB tại quận 1 á, thì tụi chị đã hỗ trợ cho những case rất là khó, thậm chí các bạn đã rớt 3-4 lần visa, hoặc là các bạn có người thân có hồ sơ định cư thì những bạn đó vẫn được tư vấn cái lộ trình học phù hợp và được visa Mỹ sau khi mà đã được tư vấn ở IDB. Thì hôm nay á, IDB rất là vinh dự được tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì chị là Trâm Nguyễn, chị là tư vấn Canada và Mỹ, và có anh Lộc. Anh Lộc là đại diện của tổ chức giáo dục Starlight. Thì ở Starlight cung cấp cho các em các cái trường mà không cần yêu cầu SAT, các em cũng có thể được học bổng, có thể lên tới 25.000 đô các em nha. Rồi những cái khách mời này sẽ ở trong những cái phòng riêng biệt. Nếu mà các em muốn gặp các khách mời này thì sau buổi hội thảo này mình sẽ được assign tới khách mời đó ha. Tiếp theo là sẽ có đại diện của tổ chức INTO. INTO cũng là một tổ chức cung cấp rất là nhiều cái học bổng. Ở đây thì INTO cũng cung cấp học bổng 100% tiền học phí cho các bạn. Thì lát nữa tới khi mà tới sau tới phần INTO thì chị sẽ trình bày thêm. Tiếp theo nữa là trường đại học Alabama. Alabama thì có cái học bổng cũng là 100% luôn và cũng không yêu cầu SAT. Và mình cũng rất là vui để welcome chị Tâm là đại diện của trường Đại học Arizona State. Thì trường này cũng là một trường có thể cho các em học bổng 50% mà không cần SAT. Thì các em hãy chờ tới phần thuyết trình về trường và về học bổng để mình nghe cách để mình xin học bổng không cần SAT như thế nào nha. Thì hôm nay cái nội dung cũng đơn giản thôi các em. Đầu tiên thì mình sẽ có cái thông tin chung về du học Mỹ. Thì chị sẽ brief qua rất là nhanh thôi, vì có thể là các em đã được tư vấn rồi và tìm hiểu rồi. Tiếp theo là mình sẽ xem các cái quy trình mà nộp đơn nhập học và học bổng của Mỹ. Chị sẽ brief qua những cái cách để các em có thể là viết bài luận nè, rồi trình bày cái hồ sơ của mình bao gồm SAT, CV, thư tự giới thiệu các thứ, để sao làm sao gây ấn tượng cho đại diện cho bộ phận tuyển sinh của trường mà không cần phải thể hiện cái điểm SAT. Và thứ ba là mình sẽ đi qua những cái trường mà không cần yêu cầu SAT. Cái điểm này, cái phần này cũng rất là quan trọng và thú vị. Và cuối cùng là các em sẽ có thời gian để các em giao lưu với khách mời của IDP. Rồi, thông tin chung về du học Mỹ, chắc là các bạn cũng có thể đã tìm hiểu rồi. Mỹ là một quốc gia với cái nền giáo dục rất là vượt trội. Vì trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới thì đã có 50% các trường tại Mỹ rồi. Cho nên mình không có nghi ngờ gì về chất lượng giáo dục ở đây hết. Cái thứ hai nữa là Mỹ là một cái nơi đa dạng văn hóa. Thì các em có thể biết là Mỹ là một hợp chủng quốc được thành lập từ liên bang với nhau, cho nên ở đây có rất là nhiều các cư dân ở nhiều nơi, có nguồn gốc từ nhiều nơi trên thế giới. Cho nên là khi một cái điểm đặc biệt khi mà qua Mỹ là các em sẽ cảm thấy là mình là một phần trong họ, mình không có bị phân biệt chủng tộc nhiều như ở các nước khác.
Và có ở Mỹ á, nó có một cái điểm cũng khá là mạnh, đó là cái tính thực tiễn. Khi mà các bạn học những cái ngành liên quan tới STEM chẳng hạn, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thì các bạn có thể là tham gia những cái công trình nghiên cứu hoặc là những cái thực tập của trường để mình có thêm kinh nghiệm. Và một cái điểm đặc biệt và lát nữa mình sẽ nói thêm, đó là cái nguồn học bổng ở Mỹ rất là dồi dào. So với các nước khác á, thì Mỹ có thể cho các em học bổng từ 50 cho tới 100%. Và bây giờ mình sẽ qua cái phần về thông tin học bổng của Mỹ các em ha. IBB á, thì tụi chị rất là tự hào đã hỗ trợ cho rất nhiều các bạn có thể là săn được những cái học bổng cao trong năm. Những cái bạn này đều là những cái bạn của năm 2020 hoặc là 2019, mặc dù là các bạn có khó khăn về COVID sorry, nhưng mà các bạn giành được những học bổng rất là đáng có giá trị. Ví dụ như là Ngọc Anh nè, bạn này là được học bổng của trường đại học Alabama. Lát nữa thì chị Trâm sẽ giới thiệu sơ qua về cái profile mà Ngọc Anh được giành được học bổng tới 122.000 đô. Rồi có Trần Quang Thiên Đăng nè, bạn giành được một cái học bổng rất là tốt của trường đại học ở Chicago. Đây là cái đối tác của Shoreline. Lát nữa các em cũng sẽ được gặp trường này luôn. Và trường này được cho học bổng Quang Thiên Đăng là 40.000 đô. Và UMass Amherst, đây là một trường rất là nổi tiếng ở ở Massachusetts, 64.000 đô. Và còn rất là nhiều những cái bạn khác. Tuy nhiên là trong cái bảng bằng thành tích này thì IDP chưa kịp đưa lên. Nhưng mà tới với IDP thì các em hãy yên tâm là các em sẽ được hỗ trợ học bổng một cách nhiệt tình nhất. Các bạn có thể là tham gia hoặc là chụp hình cái màn hình này để các bạn có thể tìm hiểu về scholarship mà những trường đối tác của IDB offer ha. Thì rất là dễ thôi. Các bạn có thể truy cập vào cái đường link này hoặc là quét cái mã QR này để mình có thể xem. Hoặc đơn giản nhất là các em có thể là xem cái thông tin học bổng. Em có thể lấy các thông tin học bổng từ các chị tư vấn của IDB. Sau buổi hội thảo này thì tư vấn của IDB sẽ liên hệ với tụi em. Và đây các em cũng có thể chụp màn hình. Đây là những cái trường mà có cho học bổng mà không cần SAT. Học phí của những trường này sau khi trường học bổng có thể còn lại khoảng 15.000 đô. Hồi nãy có bạn cũng hỏi chị về trường đại học Cincinnati. Đại học Cincinnati có cho học bổng em tới 100%. Và em cũng có thể nạp đơn ngay từ bây giờ. Cincinnati thì nạp đơn qua Common App. Nếu mà em đã sẵn sàng về cái điểm học của em lớp 9, lớp 10, lớp 11 thì có thể liên hệ ngay với tư vấn của IDP để được hỗ trợ học bổng ha. Riêng với Cincinnati á, thì cái học bổng của nó sẽ dựa trên cái bài essay của tụi em nè. Các năm trước thì có SAT nữa, nhưng mà essay của tụi em tốt á, trả lời câu hỏi tốt của trường thì cũng có thể được học bổng rất là cao. Ngoài ra ở đây á, thì mình cũng có thể có những cái trường mà có học bổng khá là tốt. Ví dụ như á, trường Đại học Alabama. Trường này thì lát nữa các em cũng sẽ được gặp luôn. Học bổng của người ta cho lên tới 100% và sẽ dựa vào cái điểm học của tụi em, sẽ dựa vào cái bài essay của tụi em nữa. Rồi. Và đây là những cái trường có học phí dưới 20.000 sau khi trường học bổng. Cái lý do mà trường bên chị chia ra hai cái phân khúc như thế này là bởi vì những cái trường mà có học phí còn là dưới 20.000 nó nhỉnh hơn một xíu, nhưng mà những trường này á thì có cái xếp hạng tốt hơn. Chị chẳng hạn như nếu mà các em có muốn đi học những cái ngành liên quan tới robotics, AI, trí tuệ nhân tạo thì các em có thể tham gia vào trường Arizona State Uni. Thì trường này á có cái được xếp hạng trong top 100 về undergraduate engineering, có nghĩa là dạy bậc cử nhân về kỹ sư rất là tốt tại nước Mỹ. Thì những cái trường này danh tiếng của người ta rất tốt, thậm chí người ta còn có những cái cơ hội thực tập ở nước ngoài hoặc là cơ hội thực tập trong cái khu vực để cho tạo cái cơ hội xin việc làm cho tụi em luôn. Còn ví dụ như là trường đại học Union of the Pacific
Pacific thì trường này á, có học bổng lên tới 50%. Và trường này được một cái điểm đó là nó ở ngay Cali. Nếu bạn nào có người thân ở Cali thì có thể tham khảo thêm trường này các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào một cái phần rất là thú vị, đó là phần hồ sơ nhập học và học bổng của Mỹ. Thật ra tại thời điểm này á, là các em có thể là tham gia cái học bổng của tham gia chuẩn bị cái hồ sơ để mình nhập học và mình sang học bổng của Mỹ rồi. Bởi vì thường học bổng á, là các em sẽ là bạn nào nạp trước thì bạn phải được trước, bởi vì cái quỹ học bổng nó giống như là một cái bao tải á. Bạn nào nạp trước thì người ta sẽ cho các bạn học bổng nhiều hơn. Do đó nên nếu mà các em tự tin rồi thì nên nạp học bổng, chuẩn bị học bổng ngay từ bây giờ. Thậm chí là nếu các bạn á, chưa có SAT, chưa có IELTS thì cũng nên liên hệ với tư vấn của IDP và nạp đơn rồi. Bởi vì khi đó các bạn sẽ được tư vấn là điểm học năm lớp 10 đến 11 của em như thế này, thì điểm học 12 của em phải cố gắng như thế nào, lên được bao nhiêu phần trăm thì mới có cơ hội được học bổng cao các em nha. Cái quy trình thì cũng đơn giản thôi. Đầu tiên á là mình sẽ cần có những cái giấy tờ cơ bản là hộ chiếu các em phải có rồi. Học bạ của 3 năm gần nhất. Hiện tại thì sẽ có là lớp 9, lớp 10, lớp 11 nếu mà các em đi vào kỳ tháng 9 năm sau. Học bạ học kỳ 1 lớp 12 các em sẽ bổ sung sau. Học kỳ 2 lớp 12 cũng bổ sung sau em nha. IELTS, hiện tại IELTS các trường yêu cầu đều là 6.5. Tuy nhiên nếu như mà bị dịch á, các em chưa có thi được IELTS á, thì có thể là tham gia cái kỳ thi IELTS online của IDP chẳng hạn. Hoặc là các em có thể tham gia kỳ thi Duolingo. Đây là cái kỳ thi hoàn toàn trực tuyến để mình có thể nạp đơn học bổng. Ngoài ra còn có SAT. Tuy nhiên SAT này là có rất là nhiều trường người ta miễn vì dịch, cho nên là mình sẽ lát nữa mình sẽ xem cái cách để mình có thể là lấy được học bổng mà không cần SAT ha. Rồi một cái nữa là các bạn phải cần có thư giới thiệu từ thầy cô hoặc bạn bè, đặc biệt nếu mà các bạn apply trên Common App chẳng hạn như cái trường Uni of Cincinnati hồi nãy đó các em, thì các em cần phải có thư giới thiệu. Thì thông thường thư giới thiệu đó sẽ là một thầy cô toán và một thầy cô tiếng Anh là đẹp nhất. Bởi vì toán á, thì thể hiện cái khả năng logic, khả năng hiểu bài của các em. Còn tiếng Anh thì thể hiện cái khả năng về ngôn ngữ của mình. Cái điểm rất là quan trọng, một trong những điểm quan trọng nhất để mà xin học bổng mà không cần SAT đó là bài luận. Thì bài luận đây là cái cách để tụi em thể hiện bản thân mình. Có rất là nhiều trường đại học người ta muốn tìm hiểu coi thử là cái bạn học sinh nạp đơn vào trường á, thì bạn là người như thế nào, bạn có cái định hướng tương lai phù hợp với trường hay không. Thì vừa rồi chị có hướng dẫn cho một vài bạn học sinh và có cái câu hỏi từ những cái trường lớn tại New York. Người ta hỏi là định hướng của trường tôi là về innovation, có nghĩa là sáng tạo và phát triển. Vậy thì là bạn đã ở đâu trong cái sự sáng tạo và phát triển đó? Tức là đây là những cái câu hỏi mang tính định hướng, mang tính định hình, coi thử là các em là ai, các em đã làm gì, và theo định hướng tương lai thì các em có thể là đi cùng một cái đoạn đường 4 năm với trường hay không. Thì đây là những cái câu hỏi để các em có thể thể hiện mình. Lát nữa chị sẽ đi sâu hơn về cái phần bài luận, cái cách mà em trình bày bản thân mình cho nó thật là đẹp đẽ nhất ha. Và bài luận là lưu ý là nó rất là quan trọng luôn, cho nên là các bạn nên học thêm về writing, học thêm về cái cách diễn đạt, thậm chí là học văn ở Việt Nam luôn để mà mình có tư duy logic các em ha. Sau khi mà có những trường khó hoặc là em phỏng vấn này thì chỉ online thôi. Cái phỏng vấn này á thì nó chỉ và trả lời những cái câu hỏi của trường một cách xúc tích nhất cho trường là được ha. Xin lỗi không biết là mọi người có còn nghe Trâm không ạ? À? Vì internet hơi hơi có vấn đề một chút xíu.
Dạ có ạ. Các bạn ơi, các bạn còn nghe Trâm không ạ? Nghe. Dạ. Ok rồi, cảm ơn em. Bảo là Nghe các rồi. bạn nghe đó. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp ha. Sau cái phần phỏng vấn rồi đó các em, thì mình sẽ có một phần nữa, đó là phần CV. CV thì có rất là nhiều bạn nói với chị là: chú chị ơi, em không có làm đi làm gì hết, em chỉ học thôi. Làm sao để mà em viết CV? Thì thật ra nó có rất là nhiều cách để tụi em trình bày cái CV của mình. Do mình nghĩ là mình không có, cho nên mình không có gì để viết. Nhưng mà lát nữa chị sẽ chỉ cho các em cái cách để mình lấy những cái thông tin từ mình ra để mình trình bày một cái CV rất là đẹp. Tại vì những cái bạn học sinh của IDB thì các bạn cũng có những cái cách trình bày CV rất là hay. Và một phần tiếp theo, cái này là portfolio. Đây là cái phần đặc biệt dành riêng cho những bạn mà đi về graphic design nè, những cái bộ môn liên quan tới thiết kế nè, graphic design hoặc là fashion design, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa hoặc là thiết kế nội thất đi chẳng hạn. Thì những bạn này á, các bạn phải chuẩn bị một portfolio. Lý do là bởi vì đây là những cái ngành liên quan tới nghệ thuật, mà nghệ thuật á, thì người ta sẽ cần biết là những cái tác phẩm của em, cái trí tưởng tượng của em, rồi cái sự sáng tạo của em như thế nào, thì người ta sẽ cần portfolio. Ví dụ như người ta sẽ yêu cầu các em, ví dụ như về mỹ thuật đi, người ta sẽ yêu cầu các em vẽ những dáng hình của bàn tay để xem là cái cách các em nhìn sự vật hoặc là cái cách các em thể hiện sự vật như thế nào. Thì đó là cái portfolio và những cái thông tin mà các em cần trình bày trong một bộ hồ sơ xin học bổng. Và chị lưu ý là nếu như cái phần SAT này các em không có, thì những cái yếu tố khác thì các em phải làm nổi bật nhất có thể. Ví dụ như là bài luận nè, ví dụ như là portfolio nè, ví dụ như là học bổng, sorry, phỏng vấn nè, thậm chí IELTS. Tuy nhiên có một cái điểm mà các bạn hay hay nhầm lẫn đó, là các bạn cố gắng thi qua thi lại IELTS, thi từ 6.5, 7.7, 7.5 để mà mình có thể xin được học bổng. Tuy nhiên mình lưu ý là IELTS là một cái điều kiện cần, chứ không phải điều kiện đủ để xin học bổng. IELTS dù em có cao đi nữa thì nó cũng là được ở mức là à, bạn này đủ tiêu chuẩn, người ta không có xét tới IELTS nữa tụi em. Tức là người ta chỉ xét tới cái mức độ là bạn này đủ tiêu chuẩn để nghe hiểu bài giảng ở Mỹ là được rồi, chứ người ta sẽ không xét thêm là IELTS của bạn 8 chấm thì bạn sẽ được học bổng, không có nha. Cho nên là các bạn lưu ý, nếu bạn nào có ý định thi lại IELTS trong khi IELTS đã được 6.5 rồi, thì suy nghĩ lại, consider lại để mình tập trung vào những cái yếu tố khác của một bộ hồ sơ ha. Rồi, một cái lời khuyên của tụi chị cho các em, đó là tụi em nộp đơn càng sớm càng tốt, bởi vì á, thường hồ sơ xin học bổng là các em xin từ khoảng là 1 năm trước đó. Ở đây thì chị có thể hiện những cái thời hạn hồ sơ. Ngày 1 tháng 11 sẽ là early decision của các trường, cho nên là bắt đầu từ bây giờ, nếu mà các em muốn chuẩn bị học bổng thì mình đã làm essay nè, mình đã chuẩn bị, mình đã mượn học bạ nè, IELTS mình cũng nên có rồi, hoặc là Duolingo mình cũng thi rồi ha. Rồi, một tiếp theo nữa đó là tới ngày 1 tháng 1, cũng là một cái hạn nạp hồ sơ early action nữa. Thông thường vào cái ngày này á, thì các trường người ta sẽ cho các em là cái thư mời có điều kiện là để các em có thể là accept trường hoặc là không. Và cũng có những trường á, là người ta sẽ có cái regular decision luôn, là từ tháng 2 cho tới tháng 7 năm 2022. Đó là những cái trường mà regular decision. Thì rất tất nhiên thời điểm này trường vẫn còn nhận tụi em, và có rải rác những trường vẫn happy để cấp học bổng. Tuy nhiên là cái số lượng học bổng nó sẽ ít hơn so với các bạn nạp sớm từ bây giờ. Cho nên là chị khuyên, strongly recommend các em là nạp học bổng càng sớm càng tốt ngay từ bây giờ. Thậm chí mình chưa có đủ, mình cũng ghé gặp tư vấn của IDB luôn để mình coi thử là mình còn thiếu cái gì. Chứ các em đừng đợi cho tới khi các em đủ, tại vì lúc tới khi mình đủ rồi á, thì các bạn khác đã win hết học bổng rồi. Ít nhất là mình có một ít trong tay, mình đi hỏi thử mình thiếu cái gì để mình bổ sung thêm nha.
Rồi, không biết là chị trình bày tới phần này thì có bạn nào có câu hỏi cho chị không? Có bạn nào đang rục rịch chuẩn bị hồ sơ xin học bổng không các em? Có. Bạn nào vậy? Em đang chuẩn bị hồ sơ xin vào trường nào và nạp tới đâu rồi? Em cũng mới bắt đầu. Dự định của em còn không? Em định đi cho tháng 9 năm sau luôn đúng không? Dạ không, còn chắc cỡ 2 năm mấy. 2 năm mấy nữa thì tụi em chuẩn bị càng sớm thì cái hồ sơ xin học bổng của mình sẽ càng đẹp. Ví dụ như 2 năm mấy nữa mình đi thì cũng ok, thì tầm khoảng mình nhắm tầm khoảng 1 năm trước đó là mình sẽ chuẩn bị tất cả các hồ sơ ở trên này là được các em ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái phần đó là cái bí kíp để tụi em xin học bổng tốt. Vì ở IDB thì các bạn học sinh cũng là những cái bạn học sinh rất là xuất sắc và các bạn cũng là có những cái khả năng xin học bổng cực kỳ là vi diệu luôn. Cho nên là ở đây thì chị sẽ hướng dẫn cho em một vài tip ha. Nộp sớm, đó là cái tip là bất chi bất dịch rồi. Giống như hồi nãy chị có nói đó, nạp càng sớm thì cái khả năng bên học bổng càng cao. Rồi học bổng á, thì thật ra nếu mà các bạn không học trường chuyên á, cũng không sao, các bạn học trường thường cũng được, tại vì á, người ta không phân biệt trường chuyên với trường thường các em, miễn sao là các em có thể là thể hiện cái khả năng của mình qua cái điểm số và qua những cái hoạt động giải thưởng thành tích của mình, hoặc là qua cái bài luận của mình là được. Nếu như mà bạn nào mà có nhiều cái hoạt động ngoại khóa thì các bạn sẽ có nhiều nguồn nguyên liệu để các bạn viết bài luận. Rồi, tương tự á, IELTS á, giống như chị đã nói hồi hồi nãy, nó không phải là một cái điều kiện để các bạn có thể là win được học bổng cao. Cho nên là nếu mà các bạn cân nhắc để thi lại, thi lại IELTS thì không nên ha. Mà mình hãy để cái thời gian đó để mình tham gia những cái hoạt động ngoại khóa. Nếu mà bạn hồi nãy nói chuyện với chị á, em bắt đầu chuẩn bị 2 năm sau em mới đi á, thì bây giờ mình nên tham gia những hoạt động ngoại khóa. Nhưng mà hoạt động ngoại khóa này phải liên quan tới cái ngành của em nha. Em ơi, không biết hồi nãy á, chị hỏi em á, là em muốn đăng ký vào ngành nào ta? Du Du lịch đúng không? Ok, nếu mà em đăng ký vào ngành du lịch ấy, thì em có thể là tham gia những cái hoạt động liên quan. Ví dụ như em có thể là tham gia làm tour guide chẳng hạn. Mình có thể là đi thực tập, gọi là mình đi học việc á. Chắc chắn là mình sẽ không có được làm tour guide luôn đâu, nhưng mà mình có thể đi học việc của các anh chị tour guide trước chẳng hạn. Hoặc là làm du lịch ấy, thì nó sẽ có liên quan tới anh chị nhà hàng khách sạn nè, thì cái chẳng hạn để mình có cái nguồn tư liệu để mình biết các em ha. Rồi ví dụ như bạn Đỗ Ngọc Phụng có nhắn chị là bạn muốn đăng ký vào marketing thì nên tham gia hoạt động ngoại khóa như thế nào. Thứ nhất á, là mình sẽ đi từ cái góc nè, nếu mà em nói em thích marketing thì em thích từ đâu? Chị chẳng hạn có những bạn nói là em thích marketing vì ba mẹ em cũng làm về ngành marketing. Nếu vậy đó, thì em nhờ ba mẹ em cho em một cái suất thực tập vào marketing. Thực tập thì không có nghĩa là cái gì to lớn đâu. Em có thể tới đó để em photo giấy tờ, hoặc là em có thể là ngồi xem, gọi là substitute cho các anh chị, làm những việc vặt cho các anh chị cũng được. Hoặc là marketing cũng là một cái ngành thú vị. Ví dụ như hồi xưa là chị Trâm có làm về nghiên cứu thị trường á, marketing nó sẽ thuộc trong nghiên cứu thị trường. Các em có thể đi tham gia ở những cái công ty nghiên cứu thị trường, mình có thể search ra trên mạng luôn ha. Nghiên cứu thị trường bây giờ thì có Nelson nè, Simigo nè, đó thì những công ty đó rất là hay tuyển cộng tác viên để làm marketing. Cộng tác viên có nghĩa là người ta sẽ cho các em những cái bảng câu hỏi ha, sau đó các em sẽ đi hỏi người tiêu dùng, bởi vì bản chất của marketing là nghiên cứu về người tiêu dùng, marketing là market, làm market thì các em phải hiểu được thị trường đó. Thì cái hay nhất là các em đi làm cộng tác viên của những công ty nghiên cứu thị trường thì người ta rất là happy để
để hợp tác với các em luôn. Còn bạn nào có ngành nào khác nữa không? Chị ơi, nhưng về phần hoạt động ngoại khóa, mình làm sao mình để show cho người ta xem được? Hoạt động ngoại khóa thì chị thể hiện ở trên, thứ nhất là cái bài luận của tụi em nè. Trong bài luận thì em sẽ thể hiện là em đã tham gia phần gì, em đóng vai trò gì trong cái phần hoạt động ngoại khóa. Cái thứ hai nữa là có thể nếu như mà em có những cái giải thưởng nè, em tham gia hoạt động ngoại khóa thì sẽ có những giải thưởng hoặc là những chứng nhận, thì mình cũng nạp những cái giải thưởng và chứng nhận đó lên luôn. Ok ha. Rồi. Rồi chị sẽ qua một phần kế tiếp nha. Và bây giờ mình sẽ xem cái hồ sơ của một bạn, của những cái bạn mà xin học cũng tốt nè. Đây là bạn Phạm Ngọc Anh, là được học bổng của trường Alabama hồi nãy chị có show đó. Thì bạn này các em thấy không, mặc dù là học sinh thôi nhưng mà các bạn bạn có một cái profile rất tốt. Cái này chị thấy đơn giản thôi, các em có thể lên mạng em tìm những cái profile mẫu thì sẽ ra những cái sample như thế này. Mình chỉ cần đánh dấu của mình, đánh đánh thông tin của mình vô thôi ha. Ví dụ nè, bạn này á thì có được học bổng của trường Residential Scholarship của trường Đại học Alabama và có luôn cái học bổng leadership luôn. Học bổng này là dành cho những cái bạn mà tham gia rất là nhiều những cái hoạt động ngoại khóa. Thì các em có thể nhìn phía bên trái nè, bạn này tham gia tình nguyện viên nè, bạn này có làm leader. Cái khi để các em có thể viết ở trong bài luận giống như bạn hồi nãy hỏi á, là khi mà em tham gia em phải đóng một vai trò nhất định. Đó là em phải làm lãnh đạo nè, em phải làm cái người active trong cái tổ chức đó thì mà em mới có nguyên liệu để em viết. Chứ em tham gia mà em chỉ làm một cái member không ai biết tới, không làm gì hết thì nó cũng không phải là cái nguồn nguyên liệu tốt để em viết học bổng. Rồi, chị tiếp theo thì chị sẽ show cho các em cái cách mà để mình trình bày một cái CV ha. Bạn này thì coi như là rất là có rất là nhiều hoạt động ngoại khóa rất thú vị rồi, nhưng mà một bạn không có nhiều hoạt động thì mình sẽ viết như thế nào. Chị ví dụ đây là một cái CV mẫu, bạn này á cũng được học bổng của trường đại học Cincinnati luôn. Bạn đó được học bổng mà chị nhớ là 15.000 đô đó. Thì á ở đây á bạn cũng không có nhiều hoạt động ngoại khóa đâu các em, nhưng mà bạn biết cách, rất là biết cách để trình bày. Ví dụ như CV thì bạn lấy mẫu ở trên trên mạng thôi, nhưng mà bạn có một cái dòng nhỏ nhỏ đó là bạn viết về cái hoạt động mà bạn đã tham gia, đó là English teacher assistant. Mặc dù có một hoạt động thôi nhưng mà bạn cũng highlight lên cái phần đầu tiên của mình để cho người khác thấy. Rồi CV của bạn thì rất là chuyên nghiệp. Ở đây thì chị không ghi đâu, nhưng mà bạn sẽ có ghi là cái LinkedIn của bạn nè. Bạn cũng có thiết kế một cái LinkedIn luôn. Mặc dù là sinh viên nhưng mà em cũng nên thiết kế một cái LinkedIn để người ta click vào đó, người ta thấy những cái hoạt động của em là như thế nào. Đó. Rồi ở đây á, là mặc dù không có tham gia nhiều hoạt động nhưng mà bạn đã tham gia làm teacher, cái này bạn viết hơi sai, nó gọi là bạn tham gia teaching assistant. Thật ra nếu mà tụi em có thể khai thác thêm về những cái hoạt động của mình á, thì các em có thể gạch đầu dòng nhỏ như các bạn là ở trong đó là các em làm cái gì nè, rồi những cái hoạt động mà liên quan để thể hiện cái khả năng communication, khả năng giao tiếp của tụi em với những dạng người khác nhau, cái khả năng lãnh đạo, khả năng truyền đạt ý tưởng của tụi em như thế nào. Những cái hoạt động á, mặc dù các em thấy nó không liên quan, tuy nhiên là các em hãy cứ ngồi lại, bình tĩnh ngồi lại và xem trong những hoạt động đó nó có những cái yếu tố nào mà em có thể thể hiện được trong cái CV của mình. Hoặc là nếu mà em không biết thì em cứ liên hệ lại với tư vấn của IDB để tụi chị sẽ giúp các em khai thác và bóc tách từng cái điểm mạnh đó của mình ha. Rồi, chị sẽ tiếp tục với những cái tip để mà mình viết luận hoặc là mình phỏng vấn. Thì trong cái quá trình mà chị sửa bài luận cho các em á, trong các năm á, thì thấy có những cái lỗi như thế này. Mình hãy chú ý khi mà mình viết ha. Thứ nhất là các bạn viết rất là chung chung.
À, chung chung có nghĩa là các bạn viết nó thành một khái niệm chứ không phải nó là một cái câu chuyện thực tế của các bạn. À, cái lý do đó là bởi vì các bạn chưa có chịu làm bài tập về nhà. Ví dụ như trong trong này thì bạn nói nè, có một bạn nói là bạn này thích UC David bởi vì nó có cái cung cấp cho bạn những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm thực tiễn. Nhưng mà cái kinh nghiệm thực tiễn này nó chung chung lắm lắm các em. Các em phải phải đề ra là kinh nghiệm thực tiễn này là gì. Ví dụ này, như chị sửa câu dưới nè, cái phần highlight vàng á, kinh nghiệm thực tiễn đó là bạn có thể tham gia vào những cái chương trình internship, và để mà các em có thể là lấy được những cái dữ liệu này, nó chi tiết này, thì các em phải làm bài tập về nhà bằng cách lên mạng mình search vào website của trường, mình coi có đúng là kinh nghiệm thực tiễn thì có những cái hoạt động gì để tăng cái kinh nghiệm thực tiễn đó lên. Rồi tiếp theo á, một cái lỗi tiếp theo đó là các bạn viết quá dàn trải. Đó là bạn tham lam, bạn viết trong một mà trong cái ý bạn chỉ viết quá nhiều dữ liệu, dẫn đến là cái người đọc người ta bị rối. Chỉ ví dụ như cái phần mà in phần thứ hai in đọc ở trên nè, người ta nói là bạn hãy nêu ra một cái thành quả của các bạn, nêu ra một thành quả ha, hoặc là một event mà thể hiện cái sự phát triển bản thân nè, của và cái sự hiểu biết về bản thân của mình. Nhưng mà bạn này cái phần ở dưới thì chị ví dụ cái một phần essay của bạn này thể hiện hai cái event luôn, hai cái accomplishment luôn. Đó là thứ nhất là bạn cái accomplishment thứ nhất đó là bạn thể hiện cái hiểu biết của bạn trong cái quá trình mà nạp đơn vào cái trường đại học cao đẳng. Rồi bạn lại viết thêm đó là cái phần bạn khó khăn như thế nào khi mà bạn học toán. Cái này thì bạn đi sai đề và khá dàn trải. Ở trên thì người ta chỉ nói một thôi. Nếu mà người ta nói một thì em chỉ cần viết một thôi. Và kinh nghiệm của chị là các em chỉ cần viết một event thôi, hoặc là một cái điểm thôi. Nhưng mà tập trung đào sâu vào cái điểm đó, không cần viết nhiều các em ha. Tiếp theo á là các em hay viết những cái vấn đề nó không có liên quan. Ví dụ như người ta nói là mình hãy kể một cái cơ hội hoặc là một cái thử thách mà các em đã từng trải qua. Nhưng mà bạn này á, thì kể về cái cách là bạn tham gia cái câu lạc bộ thể thao của trường. Thật ra chị không có trích dẫn thêm, nhưng mà thật ra cái câu lạc bộ thể thao này, bạn này chỉ là một cái người ở trong đó thôi, chỉ là một cái người tham gia thôi, chứ nó không chứ bạn không có thể hiện được những cái yếu tố bạn vượt qua những cái khó khăn như thế nào, hoặc là cơ hội của bạn như thế nào, thì nó không liên quan. Do đó nếu như mà các em chọn những cái dữ liệu để mình trình bày trong cái bài luận á, thì thứ nhất mình phải chọn những cái dữ liệu nên liên quan, nó thật sự liên quan và nó có thật nha. Có thật thì các em mới viết chi tiết, mới viết hay được. Thứ hai nữa là không có nên viết chung chung, và mình phải làm bài tập về nhà, mình phải lên mạng mình coi, hoặc là mình hỏi những anh chị đã học tại trường thì mình mới có dữ liệu mình viết chi tiết được, không viết chung chung ha. Và không có viết dàn trải, viết câu nào thì đích đáng câu đó, không lan man, không viết quá nhiều nha. Rồi, tiếp theo nè, không biết là cái phần này có bạn nào đang đang viết essay học bổng và cần chị hỗ trợ không? Ok, chắc là các bạn chưa có, nhưng mà nếu các bạn có thì cứ để lại tin nhắn trên màn hình chat nha. Rồi, bây giờ tới cái phần thú vị đó là phần chương trình học bổng của IDB. Thì như chị nói, ở đây thì mình sẽ có đại diện của trường Alabama. Thì trường này có mức học bổng lên tới 100% cho những cái bạn mà cử nhân, và học bổng này không yêu cầu SAT, và điều kiện đó là điểm trung bình của các em từ 3.0 trở lên, tức là tầm khoảng 7.5 trở lên ha. Ở đây thì có xếp hạng một vài cái danh hiệu của trường. Ví dụ như là trường này rất là tốt về kế toán, về kinh doanh. Nếu mà các bạn muốn theo học những cái ngành này thì có thể đăng ký vào trường Alabama.
À, ngoài ra thì về khoa học máy tính của trường này cũng rất là tốt luôn các em. À, trường này á, là một trong những trường flagship của Đại học University Alabama. Thì lát nữa nếu mà các bạn muốn giành học bổng 100% thì các bạn cũng có thể là vào cái booth của đại diện của trường này thì mình sẽ được trò chuyện luôn. Và lưu ý là trường này thì người ta đây là đại diện trường nước ngoài cho nên các bạn chuẩn bị để các bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh ha. Nhưng mà sẽ có tư vấn viên tại booth đó để hỗ trợ cho các em. Rồi, một cái nữa đó là học tiếp theo là học bổng của Starlight. Chị sẽ share một cái màn hình mới cho tụi em ha. Học bổng của Starlight thì có rất là nhiều học bổng. Đây là các cái trường mà Starlight có làm đối tác. Các bạn có thấy màn hình chị đang share không ta? Như có chị. Ok, đó. Thì đây là những cái trường trong đối tác của Starlight. Có rất là nhiều các em. Mình có thể là chọn một trong những trường này và những trường này đều không yêu cầu SAT ha. Ở đây á, là có những cái loại học bổng á, thì lên tới 20.000 đô, 15.000 đô, 20.000 đô đều có. Mọi người có, các em có thể chụp lại màn hình nếu mà mình muốn nha. Và những trường này đều là những trường xếp hạng trong top 100 tới 200 của Mỹ. Ví dụ như trường American Union nè, là trong top 100 nè. Những cái trường khác thì cũng trong top 100 về cái ngành, khối ngành của mình. Ví dụ như là Utah nè, Đại học Utah nè, thì cũng trong top 100 về Engineering luôn. Đó. Đại học University of Chicago nè, ngay thành phố Chicago và cũng xếp hạng rất tốt về Computer Science. Rồi, tiếp theo thì chị sẽ xin giới thiệu về các cái trường của Intu. Ở đây cũng có boost của Intu cho các em luôn ha. Rồi. Thì Intu á, các em có thể nhận học bổng lên tới 100% tiền học phí luôn. Thì ở đây có trường là St. Louis. Rồi, ở đây có trường St. Louis. Trường này là một trong những trường xếp hạng trong top 100 của Mỹ, rất là mạnh về những cái khối ngành về kinh doanh nè, khoa học cũng rất là tốt. St. Louis thì cũng có bệnh viện ở trong trường luôn, cho nên là các bạn mà theo khối ngành y sinh cũng có thể tham gia trường này ha. Và một cái trường nữa là trường Drew. Drew này thì ở ngay Newark ở New Jersey, rất là gần với New York. Và trường này có cho học bổng tới 25.000 đô và rất là hào phóng cho các em. Không cần SAT nhưng mà sẽ cần cái bài personal statement. Thì với bài personal statement này thì bên chị sẽ hỗ trợ cho các em để có thể viết một cái bài thật là ấn tượng nhất. Ngoài ra thì có trường Illinois State. Trường này thì cũng ở trong bang Illinois và chỉ xét trên cái điểm GPA của tụi em thôi. Điểm trung bình từ khoảng 3.75 trở lên là có thể được nhận học bổng tối đa 11.000 đô một năm. Tiếp theo là trường Đại học Arizona. Thì trường này có học bổng lên từ 5.000 rưỡi cho tới 22.000 đô một năm. Thì có thể cover được hơn 50% tiền học phí của tụi em luôn. Thì trường này có học phí tầm khoảng là 32.000 đô. Rồi, tiếp theo á là các trường của Đại học Arizona State Uni. Chị sẽ share lại cái màn hình cho tụi em ha. Đây, trường Đại học Arizona State Uni là một cái trường đại học rất là lớn. Nó có campus ở ngay Phoenix là thủ phủ của bang Arizona. Và học bổng của mình á không xét theo SAT nhưng mà nó sẽ xét theo cái điểm học của mình. Ha, nó sẽ có những cái thang điểm ví dụ như mình mức thấp nhất là em từ 3.0 cho tới 3.1 thì sẽ có học bổng là 5.000 đô. Ở đây người ta có hai campus, đó là campus ở Phoenix Polytechnic Temple
West Campus và loại campus thứ hai là campus mới ở Lake Havasu. Thì campus này á, chỉ có học phí tầm khoảng 10.000 đô thôi, và cái mức học bổng vì học phí rẻ cho nên là cái mức học bổng cũng sẽ thấp hơn. Thì cứ theo cái điểm trung bình của tụi em mà người ta sẽ cho học bổng tương ứng. Thì Đại học Arizona State hôm nay cũng tham dự hội thảo của IDP luôn đó em nha. Cho nên là nếu mà mình có câu hỏi á, thì mình cứ tham gia với trường. Một vài cái thông tin học bổng khác, ví dụ như ở đây. Thì các em có thể có học bổng Merit của trường Đại học Connecticut. Thì trường này cũng là một trong những cái trường rất lớn ở bang Connecticut và sẽ có học bổng cái deadline hạn nạp bổng là ngày 1 tháng 12. Thì các em nên nạp sớm để có thể win được học bổng lên tới 15.000 đô của trường ha. Và có những trường khác ví dụ như là trường Pace University hay là Simon sorry Pace University thì sẽ có học bổng là Simon Scotland Women's Leadership Scholarship, thì sẽ cho em học bổng lên tới 50% cái tiền học phí. Trường này thì rất là nổi tiếng về cái thực tập bởi vì trường Pace là ở ngay trung tâm thành phố New York luôn, cho nên là có rất là nhiều cái liên kết với những công ty trong vùng để mình có thể tham gia thực tập. Và cái điều thú vị đó là học bổng thì cho rất là học bổng đó em ha, không cần SAT hoặc là ACT luôn. Đối với những cái bạn mà có một bạn hồi nãy hỏi về transfer đó em, thì cũng sẽ có học bổng transfer cho em luôn. Ở đây á, thì chị thấy là học bổng ở campus ngay New York á, sẽ lên tới 23.500 đô, và học bổng ở campus Westchester thì 23.000 đô. Rồi, thì xong cái phần về học bổng nè, danh sách các trường nè. Thì nếu như mà các em có câu hỏi gì á, các em cứ liên hệ lại với IDB. IDB Sài Gòn là chỗ mà chị Trâm và team Mỹ đang công tác, ở ngay tại 36 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, ngay chỗ thi IELTS luôn các em. Còn nếu mà các em ở những cái khu vực khác, thì cũng có IDP Mỹ hỗ trợ cho em luôn ở quận 5, quận 7. Nếu mà các bạn ở Hà Nội hay Đà Nẵng, Cần Thơ thì cũng có thể liên hệ với văn phòng của IDP tại những cái thành phố đó luôn. Và ngoài ra thì IDP có văn phòng trực tuyến đang có ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu. Nếu mà các bạn không tiện ghé IDP á, thì các bạn có thể là tham gia cái văn phòng trực tuyến của IDP, mình cũng sẽ được tư vấn trực tuyến qua Zoom, làm hồ sơ cũng trực tuyến luôn các em ha. Chị xin brief qua một vài cái sự kiện của IDB vào thời gian tới. Thì đây là danh sách những cái sự kiện của IDB. Nếu mà các bạn có muốn tham dự hội thảo về Mỹ tiếp và tham gia những coi thử những cái danh sách học bổng hay nữa, thì các bạn có thể tham gia vào chủ nhật ngày 31 tháng 10 cuối tháng này, thì sẽ có một cái hội thảo của Mỹ. Thông tin chi tiết thì bên chị sẽ public trên website sau. Ngoài ra nếu mà mình tham gia học bổng của hội thảo của Canada hoặc là của Úc á, thì mình có thể tham gia vào ngày 23, 24 và ngày 30 tháng 10 các em ha. Và hôm nay thì cũng có một cái hội thảo của Úc là đang diễn ra luôn. Nếu mà các bạn muốn các bạn về khoa học máy tính và muốn tham gia những cái công nghệ của IDP thì có thể là download cái app ứng dụng IDP Live lần đầu tiên có ở Việt Nam để mình trải nghiệm những cái trường đại học, cái điều kiện học bổng thật, và thậm chí mình có thể nhận được cái offer offer tạm thời của các trường luôn. Rồi. Rồi, không biết là sau cái phần này á, có bạn nào có câu hỏi gì cho chị không? Thì các bạn có thể mở voice lên và hỏi trực tiếp chị luôn ha.
Chị có những nguồn học bổng nào mà ngoài các trường không? Chị giống như là học bổng của một tổ chức. À, học bổng của một tổ chức. Ý em là một tổ chức người ta sẽ cho mình học bổng hả? Hay sao? Dạ, tổ chức độc lập. Nhưng mà sao chị hỏi sao em lại muốn học bổng của một tổ chức độc lập ta? Nhà để kiểu nó dễ apply vô tất cả các trường khác nhau, nếu như nó có cái scheme học bổng khác. Vậy hả? Học bổng của các trường á, sorry, học bổng của những cái tổ chức độc lập á, thì em cũng có thể tham khảo thêm. Ví dụ như học bổng của lãnh sự quán Mỹ thì có chương trình học bổng Fulbright á, đó là một cái chương trình học bổng mà em có thể là tham gia những cái trường đại học khác nhau của Mỹ luôn nha. Em có thể tham gia vào trên Facebook á, có cái fanpage của lãnh sự quán Mỹ, thì em có thể subscribe vào đó. Tới cái kỳ học bổng thì người ta sẽ có những cái hội thảo để mình để mà hướng dẫn mình, thì em có thể là check về học bổng Fulbright. Nhưng mà thật ra nhưng mà thật ra theo theo kinh nghiệm của chị á, thì những cái học bổng mà của những tổ chức riêng á, Fulbright á, thì nó cạnh tranh hơn nhiều so với là học bổng của trường. Bởi vì nếu mà học bổng Fulbright á, thì em sẽ cạnh tranh với những bạn ở nhiều nước khác nhau, và nạp đơn các trường khác nhau luôn. Cho nên á, là cái học bổng của những cái tổ chức khác á, thì mình dùng để mình gọi là mình đa dạng hóa cái hồ sơ học bổng của mình thôi, chứ không thể nói là nó dễ hơn học bổng của trường được em ạ. Thì thường á, là thông thường là học bổng của trường thì tụi em sẽ dễ lấy hơn, bởi vì là cái sự cạnh tranh nó ít hơn. Là thứ nhất nè, em sẽ cạnh tranh với những bạn nạp đơn vào trường đó thôi, chứ không phải những bạn nạp đơn vào trường khác nữa. Và thậm chí nếu mà em học em nạp hồ sơ với IDP á, vì IDP là đối tác lâu năm của các trường, cho nên là em cũng có thể có cái phần lợi thế hơn nhiều so với những cái bạn mà không nạp qua IDP. Ok, chị thấy Phụng nè, Phụng có hỏi chị về trường ở Pennsylvania, thì trường đó có yêu cầu SAT hay hồ sơ trên 3.7 gì không ạ? Thật ra trường ở Pennsylvania thì chắc là sau hội thảo này thì tư vấn của IDP sẽ liên hệ lại với Phụng nha em. Còn hiện tại thì vì ở Pennsylvania thì IDP chưa có là đối tác, cho nên là hiện tại chị chưa có cái thông tin ngay tại đây. Nhưng mà sau hội thảo này chị sẽ liên hệ lại với em. Nhưng mà ngoài Pennsylvania thì em có thích nạp đơn ở bang nào khác gần đó không? Ví dụ như là Illinois chẳng hạn. Ok, trong thời gian á mà mình chờ Phụng trả lời ha, thì bây giờ Chị bạn ơi, chị nào em hỏi được không ạ? em hỏi đi. Ngoài cái mức học bổng mà gọi là cố định của trường ở 15 tới 15 ngàn thì mình có thể gọi là offer riêng với trường. Ví dụ như là mình đảm bảo là trong 4 năm học này thì mình sẽ như thế này, như thế này, như thế này. Thì trường có thể offer cho một mức học bổng cao hơn rồi không ạ? Tức là em muốn học bổng cao hơn đúng không? Thật ra thứ nhất á, là nếu mà em muốn học bổng cao hơn thì case by case cho em. Có nghĩa là em có thể là liên hệ thêm với đại diện trường, trình bày thêm cái nhu cầu của em, cái nhu cầu đặc biệt của em chẳng hạn, để mà trường người ta có thể là du di cho em. Chứ thật ra mình khó có thể ra điều kiện như vậy với trường. Vì trường người ta đâu có cần em phải học tốt đâu. Nhưng mà thường đó là điều kiện mà trường người ta sẽ ra lại cho em, có nghĩa là em sẽ được mức học bổng 15.000 đô nếu như mà em cam kết là
duy trì được điểm GPA 3.0 cho các năm thì mỗi năm em sẽ được học bổng như vậy. Thì đó là điều kiện của trường người ta ra. Nhưng mà với em á, thì em khó có thể ra điều kiện ngược lại với trường lắm. Bởi vì mình là đang thế đi xin mà. Cho nên á, là cái nếu mà em muốn xin thêm học bổng á, thì nó sẽ có hai cách. Thứ nhất là em thương lượng lại với trường. Có thể là trường người ta không có cho em học bổng cao giống như em mong muốn, thì em có thể thương lượng để em xin thêm bằng cách đó, là em có thể đưa ra cái trường hợp riêng của em. Ví dụ như vừa rồi chỉ có bạn học sinh là bạn được học bổng 8.000 thôi, nhưng mà bạn muốn xin thêm bởi vì hoàn cảnh gia đình của bạn khó khăn, mà bạn đang ở một mình, mẹ mất và ba lại là đi có gia đình khác. Cho nên là khi mà bạn trình bày ra như vậy thì tại hiện trường người ta thấy bạn này là người hiếu học thì người ta cũng có thể cho thêm, và bạn này được cho thêm 2.000 đô là 10.000 đô đó. Thì đó là một cái cách để em có thể thương lượng thêm với trường, năn nỉ thêm. Cách thứ hai đó là em nếu như mà sau khi em thương lượng rồi và vẫn không được á, thì em có thể là tìm cái nguồn học bổng trong trường. Trường nào người ta cũng sẽ có cái website học bổng, cái list học bổng, thì em lên trên đó em tìm có những cái học bổng nó sẽ dành cho em. Chỉ chẳng hạn như ví dụ như nó sẽ dành cho Asian Leadership chẳng hạn. Vì những cái học bổng này nó sẽ muốn tạo cái mối quan hệ với những nhà lãnh đạo châu Á tương lai. Cho nên là người ta sẽ có những cái loại học bổng riêng lẻ như vậy. Em có thể nạp đơn nếu mà mình cảm thấy mình xứng đáng, mình có thể nạp đơn để mình maximize cái học bổng. Rồi có những học bổng về Women Leadership chẳng hạn. Ví dụ như trường trường Pace University hồi nãy, thì nó sẽ dành cho những bạn phụ nữ nè, những bạn gái nè, hoặc là những bạn gái mà học về công nghệ thông tin thì cũng có nhiều học bổng. Thì tóm lại nó sẽ có hai cách để em maximize cái học bổng của mình, đó là em xin thêm trường. Cái thứ hai nữa là em sẽ nạp thêm cái học bổng khác để mình có thể được học bổng cao hơn. Thì không biết chị trả lời như vậy em có ok không? Dạ, vâng, cảm ơn chị. Ok. Rồi. Rồi, có bạn Bảo Phương có hỏi là USF có thay đổi điều kiện gì, đổi gì về điều kiện SAT không? Thì Bảo Phương chờ chị xíu nha, chị sẽ share lại cái màn hình về về trường USF cho em. Thật ra USF là một trường có rất là nhiều bạn hỏi chị, vì trường này có chi phí học khá là nhẹ nhàng ha. Chị sẽ share lại màn hình cho tụi em nha. Trường này thì học phí của nó chỉ tầm khoảng là 10 10 17.000 đô thôi. Cho nên là khá là dễ chịu, nhưng mà cũng có cho học bổng cho mình nữa. Sorry, em chắc là chị không có share được rồi. Nhưng mà hiện tại là USF là như thế này Phương ha. USF sẽ có học bổng là từ 2.000 cho tới 12.000 đô. Tuy nhiên, hiện tại chị thấy USF cần phải có SAT để em có thể win được học bổng. Để được học bổng để được học bổng 2.000 đô. Sorry. Để được học bổng 1.000 đô mỗi năm thì em sẽ cần SAT 1.180. Và để được học bổng cao nhất 12.000 đô, em sẽ cần có SAT ACT là 29, điểm trung bình là 3.9, và SAT từ 1.340 trở lên. Rồi, các em ơi, nếu mà các em muốn gặp thẳng đại diện trên màn hình chat là em muốn đại diện trường thì mình sẽ được chuyển đi nha các em. Rồi, ở đây thì chị sẽ hỏi thêm về học bổng, về câu hỏi các bạn hỏi là xin thông tin học bổng Uni of Houston. Học bổng ở Houston thì đó các em, thì hiện tại thì bên chị không có đối tác với Uni of Houston, nhưng mà bên chị có học bổng ở gần đó, học bổng của trường gần đó, thì bên chị có
trường University of Houston at Clear Lake. Thì trường này theo chị nhớ là em sẽ có được học bổng khoảng 5.000 đô. Clear Lake thì sẽ cách Houston nằm khoảng 30 phút. Sau khi mà các em sau cái buổi gặp này á thì mình cũng có thể là liên hệ với tư vấn của IDB để lấy thông tin học bổng của University of Houston Clear Lake ha. Rồi, bạn bạn Phụng nè có thể gặp trường University of South Florida luôn ha. Bảo Phương nè có thể gặp University of South Florida luôn ha. Nhà chị Ngọc chuyển Bảo Phương vào University of South Florida giùm mình nha. Rồi, còn bạn nào muốn có câu hỏi thì cứ để lại câu hỏi trên màn hình chat hoặc là mở voice nha các em. Còn bạn nào muốn gặp luôn đại diện trường á thì các em có thể nhắn trên màn hình chat thì chị sẽ chuyển luôn nha. Rồi bây giờ nếu mà các em không có câu hỏi á thì tụi mình sẽ qua hoặc gặp đại trường nha. Alo. Alo. Dạ. À, cho chào em, cảm ơn em. Dạ. Dạ. Cho chị hỏi một chút xíu thì là cho chị hỏi cái kỳ thi kỳ thi SAT á kìa. Thì tháng 10 vừa rồi là bị hủy thì hy vọng tháng 12 này người ta có mở không em? Mở thi cho mấy cháu thi á. Dạ, thật ra tháng 12 có mở hay không thì mình còn phải phụ thuộc vào cái tình hình dịch đó chị. Tất cả những cái thi thậm chí SAT hoặc là IELTS đó, thì mình cũng phải check khoảng một tháng trước đó coi thử cho là thành phố mình có cho mở hay không chị. Còn có mở hay không thì em không không được biết được ạ. Ừ. Dạ. Nhưng mà IELTS thì cho thi online nhưng mà SAT là không hả? Dạ, yeah.